Xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My vừa tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trà Nú và 50 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 327 hội viên nông dân trong toàn xã. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Trà Nú đã tích cực chủ động sáng tạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đến nay, hội kết nạp 30 hội viên mới, nâng tổng số hội viên sinh hoạt tại hai chi hội là 327 hội viên. Đặc biệt đối với phong trào nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đến nay toàn xã có 1 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 7 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 27 hộ đạt danh hiệu cấp xã. Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân xã Trà Nú đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt gần 11 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Nông